Vâng, cửa hàm Thanh Số Đúc Đỏ xin kính chào toàn thể tất cả các bác ạ. Thì ngày hôm nay trước mặt các bác đây, cửa hàng này em vừa về cho các bác, đây là một lô đẩy QSC. Thì em cũng có lên sóng cho các bác rồi, mới lên sóng các bác cái lô loa DH T12. Và ngày hôm nay tiếp tục đó là một lô đẩy QSC dành cho những bác mà fan của những dòng đẩy thương hiệu Mỹ xịn các bác nha. Đấy. Thì đối với QSC thì nó là một cái thương hiệu phải nói là quá lớn của Mỹ luôn. Và trên thị trường luôn rất nổi tiếng. Nói đến QSC thì các bác sẽ nghĩ ngay đến và những con một con đẩy mà với những linh kiện cao cấp, hàng bền, đẹp, chắc chắn, gọi là nó hiệu suất cao và nhiều thứ nữa. Thực sự là QSC là một thương hiệu khá là mắc ở thị trường luôn. Đấy, và ngày hôm nay thì cửa hàng bên em cũng về được một lô, số lượng thì tầm khoảng độ 20 con bác nhá, hơn 20 con đấy. Thì cái dòng này thực sự các bác lo trên thị trường thì các bác cứ lên mạng tìm hiểu là biết QSC là một cái đẩy, và chắc chắn là những người thợ hay những người mà tiêu dùng, những người đang dùng cái đẩy này, người ta đánh giá khá là cao thực sự luôn. Trên thị trường thì chúng ta thấy là như Crown là một thương hiệu mà nó đỉnh đỉnh của Mỹ đúng không, thì QSC nó cũng là một thương hiệu nổi tiếng và nó thị trường thị phần cũng rất là, các bác là thị phần rộng hơn so với Crown luôn, bởi vì Crown này nó là một thương hiệu nó mắc hơn, cho nên là thị phần khách hàng này nó sẽ ít hơn so với QSC. Và ngày hôm nay thì cửa hàng bên em về cho mọi người với mã QSC với mã là GX5. GX5 bác nhá. Thì với cái kiểu dáng GX5 này thì các bác sẽ thấy là cái phần mặt trước của nó là mặt sơn tĩnh điện và nó sẽ hơi cong. Đây, nó sẽ hơi cong 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 về phía giữa này. Đấy, về cái giữa. Và những cái đẩy này nó cực kỳ chắc chắn luôn. Nó rất chắc chắn các bác. Đặc biệt cái model này toàn bộ là sử dụng là chiếc Abby các bác nhìn này. Đấy, sử dụng chiếc Abby. Và cái chiếc Abby của QSC này khẳng định các bác luôn. Các bác có dùng 10 năm nữa, 20 năm nữa thì hoàn toàn không bao giờ có chuyện mà lẹt xẹt đây. Nó cực kỳ bền các bác. Của QSC nó bền lắm, rất là bền đấy. Và trước khi đi vào nội thất bên trong, chúng ta sẽ về phía sau của nó. Thì với QSC thì các bác sẽ thấy là nó cũng giống như dòng Crown đấy, nó sẽ cho chúng ta là chuẩn thường thường bên Mỹ các bác, những cái thương hiệu Mỹ ấy, thì đa số như Crown thì nó hay cho chuẩn là chuẩn chúng ta là chuẩn cũng hoa sen và cũng 6 ly đấy, thường thường là chỉ cộng 6 ly và hoa sen thôi. Nhưng đối với con QSC này thì họ đã tích hợp thêm cho chúng ta đường Canon vào rồi, đường Canon vào. Chứ còn bình thường những dòng đẩy như Crown thì ít khi họ tích hợp Canon lắm, mà chỉ yếu là cũng 6 ly thôi, 6 ly là chính, và hoặc là hoa sen đấy. Nhưng mà con này thì nó cho chuẩn cả 3 cộng luôn đấy, nó cho chúng ta chuẩn cả 3 cộng, cả hoa sen này, các bác dùng hoa sen cũng được luôn, dùng âm ly cắm ở đây cũng được luôn, dùng 6 ly cũng được luôn, chuẩn 6 ly cũng dùng được luôn, và kể cả Canon cũng có luôn, để con này chúng ta chuẩn cả 3 đường luôn, tiện đúng không các bác, kiểu gì chúng ta cũng chơi cũng được, rất là tiện lợi luôn đúng không ạ, rất là hay đấy. Cái điều đặc biệt mà em đánh giá khá là cao ở dòng QSC này thì bác sẽ thấy này, con này thực sự cái chất lượng họ gia công khá tốt, phải đánh giá là cực kỳ tốt luôn, từng cái phần tai thép nó họ làm khá chắc chắn luôn. Và cái đánh giá cao đó là cái phần jack neutric các bác, cái phần cọc âm neutric này, thì các bác nhìn xem là cái chất lượng của họ làm phải nó cực kỳ luôn, từng cái chất liệu nhựa đến mọi thứ này các bác nhìn xem nó khác hoàn toàn luôn, thực sự luôn ạ, nó khác khá là nhiều với những con đẩy hiện tại trên thị trường luôn, nhìn nó khôn hơn nhiều, nó khôn cái phần cọc này cũng vậy, nó rất là khôn đấy, rất là đẹp, phải nói là cực kỳ chắc chắn luôn, rất đẹp các bác nha. Đấy, QSC thì con này công suất của nó đây với là USA này, đây, công nghệ USA này, thì dòng này sản xuất ở Trung Quốc các bác nha. Đấy, nói luôn đấy, không các bác để bảo thương hiệu mà, bởi vì QSC nhà máy ở Trung Quốc cách đây là khoảng 20 năm rồi, gần 20 năm là QSC đã đưa nhà máy sang bên Trung Quốc rồi, bởi vì Trung Quốc hiện tại là công xưởng của thế giới mà, nó là cái công xưởng này, bởi vì nó là giá thành nó rẻ, bên đó là nhân công nó rẻ, chi phí nó rẻ, và hãng nào bây giờ cũng chuyển sang đấy, kể cả Crown bây giờ cũng vậy, Crown bây giờ ở bên Trung Quốc hết rồi, chứ không phải là không xịn cái gì cả. Em cam kết là bác làm xịn, từng cái phần rắc tất cả mọi thứ, từng cái công tắc này, mọi thứ ngon lành hết. Con này nếu công suất ở 4 ohm của nó lại là 700W một kênh các bác nhá. Đấy, còn 8 ohm là nó là 500. Đấy. Hàng cực kỳ xịn luôn, gia công cực kỳ chắc chắn và ngon lành luôn. Đấy. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào bên trong. Thì các bác sẽ thấy là với QSC thì con này nó chạy mạch Class H. Đấy, Class H. Cho nên đương nhiên là Class H thì chúng ta không ai tính sò rồi đúng không ạ? Dòng của QSC thì nó lại dòng hiệu suất cao nữa thì chắc chẳng ai tính sò làm gì cả cho mệt người. Tất cả con đẩy này của em bán ra mọi người, từng cái chân tụ này, keo chân tụ này, mọi thứ này, tụ này, chữ hiện tượng phù, vệ sinh cực kỳ sạch cho bác luôn. Em vệ sinh rất là kỹ, bởi vì con đẩy này cũng là một dòng đẩy hiệu suất cao, nó rất là ngon lành luôn. Đấy, tận nhiệt này, chạy cả con này cả bộ áp cả bông màu phét luôn các bác nha. Đấy, con này cực kỳ bền, và đặc biệt nó rất là tiếng rất là hay các bác,
thì rất là hay luôn. Cho nên là vì sao nếu mà bình thường một con đẩy mà công suất cùng với con Quý SC ấy, thì giá nó chỉ rẻ bằng khoảng độ 2 phần 3 thôi. Nhưng Quý SC giá nó sẽ cao hơn. Và đặc biệt độ bền nó cũng cao hơn khá là nhiều. Quý SC linh kiện nó rất là cao cấp. Các bác nhìn nhé, từng cái chân tụ mọi thứ đó, thực sự họ dập hết. Dập hết. Đấy. Quý SC chắc các bác. Kỳ chắc chắn đúng không? Đây. Em sẽ lắp lại cho mọi người. Con này sẽ sử dụng một, chỉ cần một quạt tản nhiệt các bác nhé. Chỉ cần sử dụng một quạt tản nhiệt thôi. Và nó rất là êm. Cực kỳ êm và mát luôn. Rất là êm và mát. Thì đối với QSC các bác sẽ thấy, nếu là 500W, nếu là 500W cũng là cụ mạch lấn hát, nếu mà thương hiệu khác ấy, thì cái hiệu suất của nó sẽ thấp hơn so với QSC. Thì các bác sẽ thấy giống như dòng Crown vậy bác. Các bác thấy Crown thì họ ghi công suất rất là bé, nhưng hiệu suất của Crown cực kỳ cao đúng không ạ? Mặc dù Crown là nó chỉ chạy một cái lát AB thôi. Đấy. Nhưng QSC thì nó đã nâng cấp lên cái lát hát rồi. Và cái hiệu suất của dòng QSC, dòng thương hiệu của Mỹ này thì hiệu suất cực kỳ cao và chạy rất là bền, ổn định, rất là hay. Đấy. Thì với những con đẩy QSC chắc chắn sẽ làm cho tất cả các bác hài lòng. Loại này em khẳng định các bác đánh full 30 thì ngọt luôn, mà tiếng ra đánh sướng lắm, hiệu suất nó đánh đã lắm. Còn cỡ như 2 đô full 25 thì nó nhai thì đúng là không còn gì để bàn rồi. Các bác nào cứ dùng QSC thì phải biết về chất lượng của nó, thực sự luôn. Đấy. Còn về giá thành đi. Thế với đôi đồng QSC này bên em bán cho các bác là bao zin 100%. Em bao zin mọi người 100%. Không, cam kết là không sửa chữa. Đấy, bây giờ bán ra chuẩn là chuẩn. Đấy. Hàng chính hãng 100%, nếu bác nào bảo chứng minh ở đây không có hàng xịn em đền 10 lần tiền. Thoải mái luôn, đúng không ạ? Thoải mái các bác nhá. Còn đối với con đấy này thực sự nếu mọi người về dùng mà không ưng. Đấy, không ưng về chất lượng âm thanh của nó, về chất lượng của nó. 3 ngày sau bên em hoàn toàn vui vẻ nhận lại hàng và trả lại tiền cho mọi người. Đấy, ok không các bác? Chỉ cần vui vẻ anh chơi với nhau thì chúng ta hỗ trợ tiền cước, thế là vui vẻ lắm rồi. Coi như các bác mượn, em cho bác mượn 3 ngày đi. Thế thôi. Đấy. Còn chất lượng QSC em khẳng định các bác là tuyệt vời. Đấy, và giá cả hiện tại bây giờ với con đẩy QSC GX500 này thì cửa hàng em đang bán là 4.500.000 đồng các bác nhé. 4.500.000 đồng cho một con đẩy này. Đấy. Và những bác nào đang có nhu cầu liên hệ ngay bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau ạ. Chào tạm biệt các bác.